đang thiếu những chỗ nào để chúng ta hoàn thiện mình tốt hơn. Và tôi tin chắc rằng là 30 bông hoa đứng trên sân khấu ngày hôm nay, tất cả các bạn đã thực sự tỏa sáng, và tất cả các bạn chính là hoa hậu trong lòng của các bạn. Và tôi tin chắc rằng không những các bạn hoa hậu, á hậu, mà tất cả các bạn, chúng ta mỗi người một tiếng nói, chúng ta cũng có thể lan tỏa được những thông điệp mà chúng ta muốn nhắn gửi đến với cộng đồng, đúng không ạ? Và chính như là bản thân Hoàng Kim cũng đã tham gia vào một vài cuộc thi sắc đẹp, thì Hoàng Kim có thể nhận thấy rằng có rất là nhiều những khó khăn mà các bạn thí sinh phải trải qua. Dấu ấn để tất cả quý vị chúng ta có thể cùng nhau được truyền cảm hứng và cùng nhau có thể chung tay vì những mục đích tốt hơn cho cộng đồng. Và không biết là giám khảo Nguyên Bảo chấm bao nhiêu điểm cho phần ứng xử vừa rồi của thí sinh Hoàng Kim ạ? Dạ, thật ra thì tôi không có ý định để đặt câu hỏi này cho bạn để tôi chấm điểm gì cả. Bởi vì sao tôi chia sẻ câu hỏi như vậy là tôi mong muốn là để động viên thêm tinh thần cho tất cả các bạn thí sinh top 30 của Miss Ocean Việt Nam 2023. Chính xác. Bởi vì tôi muốn nói là một lần nữa, ngày hôm nay có thể là các bạn không chiến thắng bất kỳ một giải phụ hay đến từ phía ban giám khảo, thưa quý vị. Anh Bảo ơi, từ phía giám khảo chứ sao từ em anh? Em đâu có chấm đâu. Tôi đang rất là run, từ phía bạn đang cầm trên tay và kết để chia sẻ những thông tin đến tất cả quý vị, để xướng tên những ngôi vị cao nhất trong bất kỳ một cuộc thi nào, chúng tôi đều hồi công bố á hậu 2. Và giải thưởng dành cho á hậu 2. Và đến lúc này đây thì chúng tôi cũng chỉ mới nhận được kết quả đến từ ngôi vị á hậu 2, bởi vì rất khó cho phía ban giám khảo. Và chúng tôi vẫn hội ý để đưa ra được ngôi vị cao nhất. Trước tiên, trước khi mà đến với... Nó cũng rất khó khi mà cầm trịch một chương trình dẫn về sắc đẹp. Đôi khi chúng tôi cầm sẵn kết quả trên tay cả ba giải, Hoa hậu Á 1 và Á 2. Thu Hương sẽ tiến về sân khấu để công bố ngôi vị Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023. Thưa quý vị,